viên của UBC, học viên của UBC, học viên của UBC luôn. Có một bạn hỏi mày là vì sao mà ví dụ mà học nghề xong á, nếu mà không có nhận lại làm á, thì bạn ấy biết xin việc ở đâu bây giờ, biết kiếm việc làm ở đâu bây giờ? Thì câu trả lời của mình là kiếm ở đâu là tùy các bạn, chứ làm sao mà mình biết được? Tại vì ở chỗ mình là dạy nghề chứ không phải là cái chỗ mà trung tâm giới thiệu việc làm. Mặc dù á, anh em có thể thấy là mình nhận học viên lại rất là nhiều, mình nhận tới 60% luôn á, mình nhận lại nhiều lắm. Nhưng mình không có hứa trước với bất kỳ anh em nào là sau khóa học tôi sẽ nhận bạn lại hoặc là tôi bạn sẽ ở lại làm. Tại vì đó giống như một cái kim bài miễn tử vậy đó. Tại vì khi mà mình hứa như vậy thì cái thói quen của nó nghĩ nó học sao thì cũng được nhận lại hết. Nó thích thì nó học, nó thích thì nó nghỉ, nó thích làm việc có trách nhiệm, nó làm việc không có trách nhiệm gì mình cũng phải nhận nó lại. Và mình không nhận nó lại thì gia đình nó sẽ nói ừ tại vì sao lại con vừa học xong không nhận này kia. Nên khi mà đăng ký học nghề mình phải nói rất là rõ để cho các bạn hiểu. Chứ còn mà làm gì có cái việc mà nhận lại hết. Ví dụ một cái tiệm của mình đi, hiện tại đang có 10 chi nhánh, nhưng mà ví dụ mà cứ 5 đứa vô học phải mở thêm một cái tiệm cho nó làm thì chắc mình dẹp tiệm luôn. Mình không có cơ hội mà không ai dám nhận học viên luôn. Nhận 5 đứa vô, chi phí này kia nữa chắc còn lại được chắc cỡ tầm mấy chục triệu, mà phải bỏ thêm vài trăm triệu để mở thêm một cái tiệm cho nó, cho bạn nó vô làm. Chắc chắn là giờ không có thằng nào dám nhận học viên, nghe nhận học viên chắc phải sợ luôn á. Nên không có cái trường đại học nào nó nhận lại tất cả học viên của nó hết cả. Không có cái trường đại học nào mà học xong sẽ có việc làm hết. Cái đó, cái việc của các bạn là phải học sao cho nó tốt, tay nghề nó thật là tốt. Thì cái việc khi mà các bạn tốt nghiệp của bạn không có sợ có việc làm. Còn bên mình ở đây mình nhận lại làm không phải là bạn ấy tay nghề tốt. Tại mình dạy cá nhân mình thấy phù hợp.